Hi, xin chào các bạn thân mến. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ Bắc Hà. Đây là một cái chợ phiên mà có lẽ lớn nhất ở khu vực miền Bắc này, mà nó mang lại những cái nét cổ truyền thống rất là đẹp ở đây. Ngày hôm nay là ngày sáng chủ nhật, mà chỉ có sáng chủ nhật thì mới có chợ phiên Bắc Hà này thôi các bạn ạ. Ở đây chúng ta sẽ được thấy cái khung cảnh chợ phiên diễn ra ở đây. Họ sẽ bán những cái đồ như là con các chợ động vật như là chợ chó, chợ mèo, chợ lợn, chợ gà. Hôm nay thời tiết khá đẹp, một buổi sáng mùa đông có nắng ấm, rất nhiều khách du lịch nước ngoài đang có mặt tại đây. Là bà con đang bán những cái nông sản sạch của mình đây. Đi vòng quanh cái chợ phiên Bắc Hà này thì đâu đó khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng tùy mọi người các bạn ạ. Tùy mọi người có thể đi nhanh hay là đi chậm. Ở đây thì bà con có một cái nét văn hóa đi chợ rất là hay. Sáng chủ nhật nó sẽ mang rất là nhiều những cái món quà và những cái đồ của mình đi. Mình có cái thứ gì thì mình mang đi để bán. Sau đó thì sẽ có tiền mà mua lại những cái đồ mà mình cần thiết. Đấy, đáng yêu lắm các bạn ạ. Và đặc biệt thì một nơi mà có lẽ tất cả mọi người sẽ đều phải dừng chân khi mà đến chợ Bắc Hà này, đó chính là khu vực ẩm thực các bạn ha. Khu vực ẩm thực thì chúng ta sẽ luôn thấy mọi người ở đây ăn những cái món rất là ngon luôn, như là kiểu mặt lợn này, hoặc là ốc này, hoặc chẩm chéo, hoặc là những cái đồ nội tạng của con lợn. Ở đây họ có bán là 30.000 một lạng các bạn ha. 30.000 một lạng, mình có thể thập cẩm chọn rất là nhiều cái đồ ăn cho mình, cho cả đoàn được. Không thiếu thứ gì trên trời dưới đất, ở đây đều có hết các bạn ạ. Đặc biệt là ớt này. Các khu vực hàng hóa được bày bán và sắp đặt rất là khoa học và bài bản. Đây, đây có thịt trâu. Đây, đặc sản các bạn ạ. Mặt lợn này, mặt lợn xông khói. Không chỉ có khách nước ngoài rất là thích thú về hoạt động chợ phiên, còn có rất là nhiều du khách địa phương và du khách Việt Nam đến đây để trải nghiệm cái văn hóa đi chợ ở vùng cao này như thế nào. Một tuần chỉ có một ngày thôi các bạn ha, mà chỉ có trong buổi sáng thôi, còn buổi chiều thì sẽ không có nữa. Dường như là buổi chiều thì sẽ là rất là vắng vẻ và đường sẽ rộng thông thoáng hơn rất nhiều. Đây là siêu thị mặt trời để mua đồ cho các bạn ở đây, đồ gì cũng có luôn. Rất là nhiều khách Tây ngỡ ngàng xem những cái chợ ở Việt Nam này, họ rất thích luôn, bởi vì nó quá khác xa với một thế giới, một nửa còn lại ở bên châu Âu, một nửa vòng trái đất, nó quá khác xa so với khu vực ở đây. Chợ cũng rất là kiểu truyền thống luôn, đường đang rất rộng luôn nhưng mà lại bày hàng ở giữa này, xong rồi lối đi được chia ra làm hai bên luôn, thành ra là thành đường hai chiều luôn. Đó. Mang đến đây những ít ớt và những ít hạt đậu rất là đáng yêu để bán này, xong rồi về thôi. Khu vực này có một chút nhà hàng bày bán đồ ăn này. Sau đó thì mọi người đến đây để chọn, có những cái món rất là ngon luôn. Đấy. Gà, thịt lợn, lòng.
ăn uống cũng là một cái việc rất là tốn nhiều thời gian ở đây. Mọi người hầu như là xong việc là sẽ ngồi ăn đến tận chiều luôn. Không quan trọng là ngày hôm nay làm cái gì. Đây là có bánh trưng đen. Bánh trưng đen là bánh dày. Em gái, bao tiền cái này? 20.000 anh ạ. Để tranh. Cho một bánh trưng đen mới không? Mới ạ, à, bánh mới. Để bao tiền cái bánh trưng đen? 20.000. Cho anh một cái bánh nữa. Con dưới này là xôi à hay gì đây em? À, xôi. Xôi ngũ sắc bảy màu đây đúng không? Xôi này bán như nào? 10.000 đồng bát ạ, 50.000 một cân. Thank you nhá. Mình sẽ mua một ít quà này về cho người thân mình. Cắt tóc. Cắt tóc giữa đường phố luôn. Đi làm đẹp đấy các bạn ạ. Thanh niên bây giờ trên bản 10 tuổi trở đi là không chịu cắt tóc ở nhà nữa rồi. Đi tham quan cái chợ này thì không biết đằng nào một lần các bạn ạ. Mình sẽ đi kiểu như tự do thôi. Đến chỗ nào gặp cái gì ấy. Còn nếu mà đi một vòng thì nó cũng sẽ không hết được. Mình sẽ phải đi tầm 2-3 vòng. Mỗi vòng nó sẽ là một khu khác nhau. Đây là có lạp xưởng sấy này. Và đây là thịt lợn gác bếp các bạn ạ. Đây có khói, gác bếp phun khói. Bên này khu vực chợ gì đây? Anh à? Đấy. Ok. Đó. Chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái cây phong lan. Phong lan. Một cái chợ rất là truyền thống, nơi mà nó hội tụ tất cả các nền văn hóa Tây Bắc ở đây. Ui, chợ Phong Lan, hoa rất đẹp luôn. Tín đồ của hoa lan thì chắc chắn là sẽ rất là thích cái khu vực này đây. Ai chăn làm được cái gì? Có người đi cũng không có nhu cầu mua bán gì đâu các bạn ạ. Chỉ đi để chợ cho vui thôi. Và cùng lắm là đến ăn bát phở xong rồi về các bạn ạ. Nhưng mà đây là một cái nét văn hóa người dân ở đây. Vì sau một tuần vất vả lao động thì mọi người cũng rất là muốn có cái thời gian nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động và đi chơi và ăn uống để gặp gỡ người thân và giao lưu. Thanh niên này có quả áo rất là ngầu luôn này. Đẹp. Sẽ đi qua khu chợ ẩm thực. Chợ này sẽ họp đến khoảng đầu giờ chiều, 1-2 giờ là sẽ giải tán hết luôn. Việc di chuyển khu vực trung tâm chợ này cũng không hề đơn giản tí nào các bạn ạ. Sẽ phải tránh lựa rất nhiều mới có thể qua được khu mình muốn đến. Đấy. Có cả những cái đôi nam nữ, nam thanh nữ tú đến đây để hẹn hò. Đây là bạn này bán gậy sinh tiền này. Gậy sinh tiền để mà múa trong cái
cái hoạt động của nhà trường. Ở trên Tây Bắc này là hầu như là nhà trường nào cũng sẽ có cái môn gọi là múa gậy sinh tiền. Múa rất là dẻo các bạn ạ. Bánh dày, bánh trưng rán. Ui, đây có cả chim, chim chiên này các bạn. Bưởi, bưởi được bóc sẵn luôn. Các loại hoa quả từ địa phương cũng có, mà Trung Quốc cũng có luôn. Bởi vì đây nó rất là gần khu vực biên giới, nó dễ cho việc lưu thông hàng hóa. Mà đặc biệt là ở đây thì người ta không quan tâm về chất lượng, chúng ta sẽ chỉ nói đến giá cả bao nhiêu thôi mới là điều quyết định. Chất lượng tốt hay xấu thì không quan trọng bằng giá. Mọi người cứ thấy rẻ là mua thôi ạ, không quan trọng là nhãn hiệu hay là đồ Việt Nam hay đồ Trung Quốc. Khu vực điện máy rất là sôi động. Sửa máy. Rau họ bán rất là hay, là rau xà lách. Bán bó thành túi rất là đẹp luôn. Khu vực ăn, chợ ăn uống trong này à anh? Chợ ăn uống á? Ừ. Bên này à? Chợ gì? Chợ ăn uống ấy. Ăn uống trên kia. À vâng. Còn chợ thịt lợn ở đằng này. Cháu cảm ơn nhé, vâng ạ. Mình hàng ăn trên à? Vâng. Khá là rộng nên là hầu như là chỉ có người dân địa phương ở đây mới biết được khu nào nó bán gì. Và nếu mà khách nước ngoài thì sẽ phải có hướng dẫn viên để mà đưa khách đi từ khu này đến khu khác một cách thuận tiện và nhanh nhất. Đây họ bày bán cái đồ quần áo ấy, như một siêu thị luôn. Đủ các loại mặt hàng, không thiếu cái gì hết. Từ đồ trẻ em đến phụ nữ đến người già đều có hết. Phục vụ các nhu cầu thiết yếu của bà con. Đi một vòng chợ này mọi người cảm giác khá là mệt rồi, sẽ rẽ vào khu vực ẩm thực, trái tim của ngôi chợ Bắc Hà. À đây rồi, nãy mình đã đi qua rồi nhưng mà mình quên mất không đi vào đây, đói rồi nên là không nhớ được. Chào mừng các bạn đến với chợ ẩm thực của chợ Bắc Hà. Bà đưa tiểu. Đưa cái này cho bác chủ. Bác chủ đưa cái này rồi. Không, em mua về cho cả. Khu vực hàng khô trước khu vực chợ ăn uống. À, chợ ăn uống ở bên này một chút. Đi khá là lâu rồi cũng chưa đến được cái khu vực ăn uống các bạn ạ. Chúng mình sẽ thử các món ở đây như là thịt gà, gà đen và chấm ốc luộc. Chắc lại nhờ cũng biết.
Rất là vui luôn. Trời, cười. Hôm nay thời tiết nắng ấm, nó rất là khoan khoái, thời tiết rất dễ chịu. Nó không có nóng như những ngày hè và cũng không có quá lạnh mà mưa ướt như những ngày mưa. Hi, hello, xin chào. Chúng ta đến khu vực ăn uống bây giờ. Đây. Đây là gà đen này các bạn này. Gà đen đây là thắng cố này. Wow. Đó. Món nào cũng có hết. Gà đen đây nó sẽ khá là dài. Gà đen đây khá là dài luôn. Đây cho bạn xem, đây là món chim ngựa. Chim ngựa này hơi bé nhỉ. Bên này cũng phải của nhà em đấy. Thân cố các bạn ạ. Món cho bạn xem món chim lợn. Chim lợn này hơi bé các bạn ạ. Có những con rất là to luôn. Mà nó dai. Ai ngồi đây chưa anh? Có ai ngồi chưa? Bốn bát phở gà đây. Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa có review nhanh qua cái phiên chợ phiên Bắc Hà sáng ngày chủ nhật hàng tuần. Các bạn thấy chợ phiên Bắc Hà có đẹp không ạ? Mình hãy để lại ý kiến mình dưới video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.